thì thầy và các em sang phần ví dụ. Nào, ví dụ một của thầy như sau. Cho biết y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với hệ số là 4. Vậy chúng ta không còn phải xác định nữa, người ta đã cho rồi, cho y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Người ta cho hệ số là 4, tức là a đây bằng 4 rồi. Hỏi x và y có tỉ lệ nghịch với y không theo hệ số tỉ lệ nào? Nào, đầu tiên chúng ta có như sau. Ví dụ 1 nhá. Câu A này. Vì y và x, vì y tỷ lệ nghịch với x theo cái hệ số tỷ lệ là 4. Vậy thầy giả suy ra y của thầy bằng 4 trên x. Đúng chưa? Mà y bằng 4 trên x, vậy thầy giả y bằng 4 trên x, vậy thầy giả suy ra ngay là x nhân y của thầy bằng 4, và suy ra tiếp là x bằng 4 trên y. Vậy x cùng tỷ lệ nghịch với y, vậy là x cùng tỷ lệ nghịch với y theo hệ số tỷ lệ